Lễ hội dừa Bến Tre năm 2015 nhằm mục đích tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và Việt Nam nói chung tới du khách trong nước và quốc tế, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa các nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre và Việt Nam. Tỉnh Bến Tre được coi là xứ dừa với khoảng 63.000 hecta trồng dừa, chiếm trên 1/3 diện tích dừa của cả nước. Ngành dừa luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với sản lượng trên 500 triệu trái một năm. Giá trị sản xuất các sản phẩm từ dừa chiếm hơn 15% tổng giá trị công nghiệp toàn tỉnh. Sản phẩm dừa đã xuất khẩu sang 68 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bến Tre đã tổ chức 3 kỳ lễ hội dừa vào các năm 2009, 2010 và 2012. Trong đó, hai kỳ đầu tiên được tổ chức với quy mô địa phương và kỳ thứ ba năm 2012 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Việc tổ chức thành công lễ hội dừa Bến Tre lần thứ tư năm 2015 sẽ tạo cơ hội để Bến Tre giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế qua các sản phẩm từ dừa, cũng như tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử của tỉnh. Đồng thời cũng là dịp để khách tham quan thưởng thức những đặc sản của Bến Tre nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị và bà con nông dân, nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội dừa tỉnh Bến Tre lần thứ tư năm 2015 đã diễn ra hội thi đấu xảo các sản phẩm dừa. Hội thi đã nhận 42 mẫu dừa thi đến từ các nhà vườn trong toàn tỉnh, bao gồm dừa sai trái, dừa trái to, dừa trái lạ, cây dừa lạ. Kết quả có hơn 2/3 mẫu dừa dự thi đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng mẫu dừa thi, đa phần là dừa trái to, dừa lạ, dừa sai trái. Chúng ta cùng tham quan một trong những vườn dừa dứa sai trái vừa đạt giải tại hội thi này. Trong tổng số 15 nông dân được tôn vinh tại lễ hội dừa Bến Tre năm 2015 vừa qua, ông Nguyễn Văn Chúc, ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là người có đến 40 năm gắn bó với cây dừa. Đây là cây trồng chủ lực của gia đình ông. Năm 2005, nhờ sự hỗ trợ từ dự án phát triển 500 hecta dừa do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, ông có điều kiện canh tác giống dừa mới, giống rất được thị trường ưa chuộng, ít khi dòi chợ trước giá. Nhờ có kinh nghiệm trồng dừa, nên sau gần 10 năm canh tác, hiện nay vườn dừa dứa của ông đang giai đoạn phát triển sung mãn cho trái sai. 10 năm đó thì sao mà chú phát hiện được cái dừa dứa mà đem vào áp dụng cái mảnh vườn của mình hay chú? Cái này của mà Sở Nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Dạ. Rồi khuyến cáo tôi trồng. Dạ. Rồi tôi trồng. Cái này dự án của tỉnh Bến Tre. Dạ. Lúc đầu chú có hiểu biết về cái kỹ thuật mà trồng cái dừa dứa này chưa mà chú mạnh dạn áp dụng cái dừa dứa này hay chú? Bị cái dừa này nó lâu đời rồi. Dạ. Tôi biết nó lâu đời rồi, tôi hồi đó tôi trồng rồi, tôi biết trồng dừa ta. Dạ. Rồi tôi thấy cái dừa này cao hơn thì tôi mới trồng dừa này. Dạ. Cao tiền hơn á, rồi tôi mới trồng. Dạ. So với dừa thương phẩm thì sản xuất dừa giống khó khăn hơn, đòi hỏi phải thật nghiêm ngặt trong chăm sóc, nhất là bón phân cân đối, chủ động phòng trừ dịch hại để dừa cho năng suất cao. Lúc đầu mình trồng thì mình có nhận được cái sự hỗ trợ của các ngành chức năng không? Có, hỗ trợ cho 20.000 đồng một cây dừa. Dạ. Là 20.000 bạc phân á. Dạ. Thưa chú, vậy mình trồng cái dừa dứa này, cái cách mình lên liếp rồi cách mình trồng rồi có khác cái loại dừa trồng truyền thống không chú? Khác. Dạ, thì chú có thể chi tiết cho con biết không? Vì nó phải xịt thuốc. Dạ. Một kháng xịt lần. Dạ. Rồi gãy phân. Dạ. Liên tục. Dạ. Có 2 tháng gãy lần. Dạ, dạ. Lần gãy lon, gãy cái loại da ga, gãy 20-15 á. Dạ. Ga 20-15 của Na Uy á. Dạ. Phần đó mới chất lượng. Dạ. Ngoài mình bón phân hóa học đó thì mình có bổ sung cho cây dừa mình phân hữu cơ có bổ phân hữu cơ nữa. Dạ. Thì hai cái đó phân hữu cơ và phân vô cơ thì mình kết hợp như thế nào để mình gãy cho nó phù hợp hết chút? Thì hai bao này một bao kia. Hai bao hữu cơ một bao. Dạ. Một bao mà khoa học. Dạ. Hai bao hữu cơ. Dạ. Hữu cơ cái loại da của có thái á. Dạ. Khi tự thái á, cái đó là chất lượng đó. Dạ. Cái dừa dứa này thì từ cái lúc mà mình đặt xuống đất rồi thì khoảng mấy năm thì nó sẽ cho trái hay chú? Trái thì 3 năm, gặp 4 năm. Thưa chú, thì đối với cái dừa truyền thống thì dừa trái nó ra nó khô rồi xong rồi nó treo một thời gian. Còn đối với dừa dứa thì nó có như vậy không chú? Dừa dứa thì qua tháng 8, 9, tháng 10, 3 tháng nó mưa á.
Yeah. Nó cũng trổ vậy chứ mà nó rụng. Yeah. Rồi mình phải xịt thuốc. Yeah. Nó mới chống rụng. Yeah. Đó, thì giờ hơi 10 trái. Yeah. Cũng còn được 5 trái. Yeah. Còn mình không có xịt sắt lớt luôn. Yeah. Thưa chú, giờ với cái tỷ lệ mà ra trái của dừa truyền thống đó chú, à, với cái dừa dứa này thì chú thấy là cái sự chênh lệch như thế nào chú? Nó sai hơn dừa xiêm, dừa ta nhiều lắm mà. Yeah. Gấp đôi lẫn luôn. Yeah. À, theo trung bình, theo kinh nghiệm của chú thì trung bình một buồng dừa dứa khoảng bao nhiêu trái? 15 trái có, 12 trái có. Dạ. Yeah. Nói vậy á. Dạ. Với kiến thức và dày công đầu tư chăm sóc, nên chỉ trong 3 năm, dừa cho lứa trái đầu tiên sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với các vườn dừa của bà con trong vùng. Thành công này giúp ông có thêm động lực canh tác dừa dứa giống. Thưa chú, mình móc đất ở dưới mương lên nhiều như vậy thì để mình để làm gì hả chú? Tôi bơm cát rồi tôi dồn xuống. Dạ. Tôi bơm cát rồi dồn xuống trồng bưởi thêm. Dạ, trồng bưởi sen luôn. À, bưởi vô. Dạ. Chỗ nào trắng á, dạ, trồng vô thêm. Dạ. Chứ còn để cái đất thừa này thì mình sử dụng để làm gì hết chú? Lắp xuống, đem đắp mô. Dạ. Lấy đất thừa này đắp mô, đắp mô trồng bưởi. Dạ. Vậy thì đối với cái dừa này thì mình có sử dụng đất ở dưới mương mình đem lên để mình đắp cho cái gốc dừa không? Có, 2 năm đắp 1 lần. Dạ. 2 năm đắp 1 lần. Vậy thì khi mình đắp như vậy thì nó có tác dụng gì cho cái dừa hết chú? Nó bổ đủ chất cái dừa. Dạ. Nó ăn đủ chất cái dừa trái sai. Dạ. Còn nếu mà không có đất trái đâu có sai. Dạ. Như dừa đồng chú thấy đâu có đất bội trái đâu có bằng dừa này. Dạ đúng rồi. Ừ. Đất là... đất này đất phù sa. Dạ. Móc lên rồi mai mốt chừng năm sau có đất có nữa. Một yêu cầu quan trọng nhất trong sản xuất dừa dứa giống là chăm sóc chu đáo, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây để cây có phẩm chất mùi thơm như cây bố mẹ. Để đạt được yêu cầu này, theo ông Trúc là tăng cường phân NPK kết hợp với sử dụng phân hữu cơ. Thưa chú, thì đối với cây dừa dứa này thì khi mà lúc mà nó trổ mèo chú, thì khoảng bao lâu thì nó sẽ có dừa nước uống hả chú? Sau tháng 10 ngày là có dừa nạo bán. Dạ, rồi nếu mà mình muốn để giống thì thời gian khoảng bao lâu hả chú? 1 năm, 12 tháng. Dạ, thưa chú, còn vấn đề mà giống dừa dứa này chú, thì khi mà một buồng dừa dứa như vậy thì mình chọn mình lấy hết để mình làm giống hay là mình chỉ sử dụng một chậu trái nào đó thôi? Không, hết buồng luôn. Dạ. Hết buồng luôn. Dạ, vậy thì cái tiêu chí mình khi mà mình chọn giống á là mình chọn như thế nào hả chú? Cái này giống mà, nó thơm mà, giống thơm mà. Dạ. Thơm mới kêu dứa. Dạ, thì mình chọn cây dừa như thế nào mình... Cây nào cũng lấy, đặc biệt nguyên si là dứa không. Dạ. Nguyên si dứa không mới lấy giống. Dạ. Thưa chú, thì khi mà mình làm giống vậy thì cái bước đầu á, thì mình chọn giống thì mình chọn cái cây nó như thế nào để mình biết sau này là nó có mùi dứa hả chú? Mình rứt cái đọt. Dạ. Cái cây ươm mới lên về nè. Dạ. Cái mình lấy cái đọt non. Dạ. Kéo lên dò dò. Dạ. Đút cho mũi thơm dứa, với cái rễ nó thơm là dừa dứa. Dạ. Còn nó không thơm là không phải dừa dứa. Dạ. Cái tỷ lệ dứa nó thì khi mà mình khoảng một buồng như vậy thì tỷ lệ dứa nó nhiều không chú? Cái mùi hả? Mùi lá dứa hơn cái dừa, hơn cái lá dứa mà. Dạ. Thơm hơn lá dứa nạc nồng mà. Dạ. Khi mình ươm xuống vậy đó chú thì là thường thường thì cái tỷ lệ mà nó không có cái mùi thơm đó chú, là sau này mình trồng đến nó không có mùi thơm nhiều không chú? Không, nó cái nào ra nấy à. Dạ. Cái nào ra nấy à, dứa là ra dứa à. Dạ. Ừ. Dứa là ra dứa à, còn không phải dứa là không phải dứa à. Dạ. Ừ, rút cái đọt lên là thơm, cái tàu hũ nữa. Cái tàu hũ nó à. Dạ, dạ. Chưa có ăn chứ chưa biết. Chú thì khi mà mình bắt đầu mình trồng mới, mình chọn cái giống dừa dứa đó chú. Thì khi mình trồng về cái đất đó thì sau này mình chăm sóc như thế nào để giữ được cái mùi dứa của nó hả chú? Mình gãi NPK cộng với phai, cộng với kali. Dạ. Có kali vô là nó mới giữ mùi dứa nó thơm. Dạ. Chứ hữu cơ không là không thơm ạ. À. Dạ. Nó có cái chỗ đó nữa. Dạ. Phải có kali vô. Dạ. NPK pha kali vô, sử dụng bao kali rồi nửa bao NPK. Dạ. Tăng NPK nhiều hơn là nó thơm, nó giữ cái độ thơm dữ lắm. Dạ. À. À, khi mà mình trồng về có một cây nào đó nó xen lẫn vô, nó không có thơm dứa như vậy thì mình lúc đó mình xử lý như thế nào hả chú? Đúng bỏ. Dạ, đúng bỏ, chỉ cách đúng bỏ thôi. Đúng bỏ, chứ không có cách nào khác nữa đâu. Dạ. Hiện với 10 năm tuổi, mỗi tháng vườn dừa này đều đặn cho thu hoạch một lần. Năng suất bình quân mỗi buồng có từ 10 đến 12 trái. Hơn 98% trái đạt tiêu chuẩn làm giống, cao nhất trong tổng số 10 hộ tham gia dự án sản xuất dừa dứa giống ở Bến Tre. Tuy nhiên, để tăng phẩm chất dừa giống, ông Trúc rất cẩn trọng trong khâu thu hoạch, phân loại ngay khi dừa thu hoạch
để dễ dàng kiểm soát và bảo quản sau thu hoạch đúng kỹ thuật. Thưa chú, thì khi mình để giống như vậy thì cái độ khô của nó khoảng như thế nào mình mới để được hả chú? Nó hả? Dạ. Thì cỡ vậy nè. Xanh lên thì bắt hơi gam vàng trở lên hả? Gam vàng. Dạ. Với khô. Dạ. Mình khi mình để giống vậy thì mình có phân loại cái loại nào mà để riêng không chú? Mấy loại hả chú? Không, không có. Thứ một à. Dạ. Có cái nào mình giặt mình thấy mình giặt ra không chú? Đây nè, giặt ra rồi. Mấy miệng á. Dạ. Mấy miệng giặt ra nó không sợ, nó không lên. Dạ. Ở đây thì một mùa vụ vậy, một năm vậy thì chú cung cấp cho thị trường khoảng bao nhiêu trái giống hả chú? Này hả? Cái này tôi hợp đồng 3 năm. Hợp đồng 3 năm luôn. À. Dạ. Vậy là bao lâu mình mới cung cấp chở đi một đợt hả chú? Nó xuống làm gì làm với tôi đâu có chở. Tôi dạ. Bán là khai vỗ mà. Dạ. Giao sát cho người ta luôn, tự người ta làm luôn. Cái này nó giật, nó bẻ là để làm. Dạ. Thưa chú, thì khi mà mình muốn cho cây dừa nó lên mọng tốt và nó sau này mình trồng nó sẽ phát triển tốt, thì cái bước đầu thì mình muốn làm giống thì cái cách làm giống của chú như thế nào chú? Cách tôi làm giống là về để khô về rồi tôi dục cái mương. Dạ. Để 15 ngày. Dạ. Rồi đem lên mới giặt đít. Dạ. Rồi giặt đít xong rồi lấy mũ tùm lại. Dạ. Giặt đít để cho nó bằng rồi lấy mũ tùm lại. Dạ. 10 ngày sau dỡ ra lên mọng. Dạ. Thì khi mà nó lên mọng vậy thì mình có làm như thế nào để khi mình đặt xuống cho nó cái mọng nó không có bị động đậy không chú? Nếu mà lên mọng rồi là đâu có gì động đậy, không có gì trơn rồi. Dạ. Mình ương mình trồng thì rất dễ, còn mình ương bán phải vô túi mũ rồi mình lấy một bông dừa đó rồi mình mới để lên, mình mới đậy cái dừa lên này nó kín rồi nó rễ rồi cái bắt đầu trồng, xé cái mũ ra trồng. Cái đó họ bán. Còn tôi, nhà tôi trồng rồi tôi ương vậy, tôi đi ra săn rễ ra trồng. Tuổi cao chí càng cao, đối với ông nếu kiên trì và nhạy bén chuyển đổi cơ cấu giống thì cây dừa vẫn không phụ lòng người. Trong đó yếu tố quan trọng là biết đột phá, đổi mới phương thức sản xuất thì hiệu quả kinh tế mới cao. Với vườn dừa dứa của ông Chúc, mỗi lứa cung cấp cho thị trường 300.000 trái, lợi nhuận thu được cao hơn cả vườn dừa ta truyền thống trước đây. Rõ ràng nhờ gắn bó với cây dừa truyền thống từ bao đời nay, mặt khác nhờ tích lũy kinh nghiệm, nên khi được chọn vào danh sách những nông dân tham gia dự án quy hoạch phát triển 500 hectare dừa của Bến Tre, mặc dù đây là giống mới, nhưng bước đầu cho thấy vườn dừa dứa của ông không chỉ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật canh tác, đem lại hiệu quả như mong đợi. Thưa anh, thì cái dự án mà hỗ trợ dừa cho nông dân thì được áp dụng từ năm nào hả anh? Cái dự án này được hỗ trợ vào 2005 của dự án 500 hectare của tỉnh, hỗ trợ cho địa phương là 10 hectare. Thì trong đó có cái hộ của anh Tư là nhận 200 cây. Thì từ ngày mà nhận được thì bên dự án có hỗ trợ cho cái tiền cây giống rồi phân, rồi đồng thời cũng có chuyển giao khoa học kỹ thuật. Và từ ngày đó tới giờ thì anh áp dụng thì trên miếng vườn thì qua tôi theo dõi thì thấy nó rất là hiệu quả. Ở địa phương thì hiện nay thì cũng có phát triển thêm khoảng 10 hectare nữa. Thì khoảng hai mấy hectare. Qua quá trình theo dõi thì cái dự án khi mà kết thúc dự án trong 3 năm thì thấy từ ngày đó tới nay thì vườn chú Tư thì áp dụng rất là thành công và bài bản, và đồng thời tuyển những cái cây mà không thơm mà loại bỏ. Giờ như miếng vườn này hiện giờ gặt luôn. Dân trước bối cảnh giá cả sản phẩm của trái dừa Bến Tre bấp bênh như hiện nay, bên cạnh chủ trương giữ vững giống dừa truyền thống thì việc kết hợp bổ sung cơ cấu giống mới, đa dạng hóa giống dừa trên cùng diện tích tạo đầu ra tích cực hơn cho nông dân là một giải pháp phù hợp với xu thế thị trường, giúp nông dân tăng thu nhập trên cùng diện tích theo tiêu chí nông thôn mới mà xã Phước Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang hướng đến. Thưa anh, thì đối với cây dừa Bến Tre thì không thể nào thì mình bỏ được rồi. Hướng tới thì địa phương mình có tái cơ cấu nền nông nghiệp, cây dừa nói riêng và các cây nông nghiệp nói chung, thì địa phương mình quy hoạch cây dừa như thế nào hả anh?
thì thực hiện theo cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, của huyện, thì ở xã cũng chọn cây dừa là một cây, một trong những cây mũi nhọn của để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ngoài cây dừa còn có cây bưởi, thì cây dừa là cái thế mạnh của xã, thì sẽ tập trung đầu tư quy hoạch cho nó có hiệu quả, được sự hỗ trợ của trạm khuyến nông cũng như là của trạm bảo vệ thực vật, thì hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng cũng như là cái phòng trừ bệnh đó. Thì ở địa phương cũng nhắm cây dừa là cây chủ lực để tăng thu nhập cho bà con của địa phương. Thì ngoài cái diện tích mà cây dừa truyền thống là dừa ta, thì ở địa phương có hướng là sẽ cải tạo lại những cái cây dừa ta mà không có còn cho trái nhiều, thì xen đó là những cây dừa như giống dừa dứa, giống dừa xiêm xanh, để góp phần cũng như có một cái bước đột phá ở đây. Như thiếu tập trung cây dừa dứa thì chúng ta sẽ có một cái nguồn thu ngoài cây dừa ta, thì sẽ góp phần nâng cho thu nhập cho bà con nó được ổn định hơn. Dân thưa quý vị và bà con nông dân, với hướng quy hoạch trên của xã Phước Thạnh là cơ sở để củng cố niềm tin trong mục tiêu định hướng quy hoạch nhằm giữ vững diện tích vườn dừa trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Bến Tre nói riêng, cho cây dừa Việt Nam nói chung. Chương trình Cây Lạc Trái Ngọt do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.